học luật. Không có là hắn phạt 600. Thôi trả tiền lại đây nào. Chị. Mỹ thấy tao đang làm chi không? Mỹ bật tivi. Thôi trả tiền lại đây nào. Tiền mà không trả. Tiền của em để tránh nợ chứ tiền của anh em cho anh cầm đi dọc đường là phúc phận được của anh lắm rồi. Còn tiền đó tiền của em đấy. Cháu lấy rồi. Hâm à. Em nợ làm chi hắn mà anh lấy. Đúng. Yeah, địch tài. Còn 100.000 nữa mẹ ạ. Anh nợ hắn 500 tiền lưới. Ông nhà trả anh 500 em phải lua trả cho hắn còn em không biết. Tại vì tiền đứa hắn ông nhà đưa cho em biểu là của anh với hắn em không biết. Em không cầm đâu anh cầm anh phải lua trả. Cầm vào đó cho mẹ. Bỏ mua bỏ túi á? Bỏ vào túi. Hình như là từ mất 1 triệu mấy, vừa mất 1 triệu mấy rồi đó. Để đánh 13, 14 ta lấy hội ta dồn lại. Còn vô ta vay thêm mấy triệu này ta trả cho ông bác. Tương lai. Chắc hắn mua cho 3 cân hay 4 cân đây. Hắn biểu mua yến em biểu trời ăn chi ăn lắm chứ mình mua cho ăn buổi chiều nay thôi đừng có mua nhiều đi. Luộc đi mà ăn. Anh luộc lấy cái nước mà nấu canh còn cái ấy ăn. Ai cho quá để mua mẹ. Thì như trong ăn kéo chứ. Không có. Ở trên nóc tủ. Có xe ở đây này. Quá. À, đạp lợn cho thằng cu nghìn này. Hôm qua 3.000 mô. Thì ra quá rồi. Đợt nay 1.000 với 2.000 bỏ túi cho mẹ nha. Quỳnh cất hết tiền đi liệu cho mẹ này. Không biết rồi. Bộ đưa cho lại chị lại bỏ túi. Cất tiền 1.000, 2.000 cho mẹ. Đừng có tiêu nữa. Không phải đâu mẹ. Tìm lại cua ở trong ăn kiếm hay trên đường. Mày tưởng là mày đập lợn nên mày được tiền nên. Mày đập lợn nên mày còn bị cá khảo bán thì đúng qua ở mô nữa tê. À, con khuya ai được con 20.000 mô. Hôm qua mẹ biểu Quân là đưa mẹ mẹ ở sáng nay mua 4 mô. Trời thì con như chối được. Lại mô. Mô rồi. Con biểu là con có 20.000. Mẹ có vay không? Con cho mẹ vay mô 20.000 mô. Không có. 3.000 tiền lông ngan nè mô. Không có. Đưa đây nhanh. Đằng này mới bằng đấy mà biến thủ công quỷ kinh khủng rồi đấy. À, nhưng mà tiền con là đập ra là chỉ lấy lấy mô ấy, chỉ cần lấy mô. Không, không đứng mô được lấy đầm mô cả mẹ lấy hết rồi. Mẹ đã tổng hợp rồi. Được 10 triệu. Thì mấy chục. Rồi còn phải bù có mất mấy trăm để mới được đấy. Đủ có mất hơn, mất trăm. Thì mẹ không đỡ ra là tiền trắng á. Toàn tiền 10.000 này, 20.000 này, mẹ thấy đầy đầy, mẹ tưởng lên. Toàn 20.000 này, 10.000 này, mấy chục tờ 10.000 này, mấy chục tờ 20.000 này. Đứa mớ tiền lìa chị Quỳnh, mẹ vừa đưa cho chị Quỳnh nha. Mấy 500.000, mấy tờ 500.000 rồi chứ. Mấy tờ 500.000 là hôm Tết với lại hôm ai chua nhỉ. Quản nhá. Toàn 20.000, 50.000. Tiền 50.000 khám lắm. Để cái tiền đó lại đó để bữa Tết đỡ mất công đổi. Ừ, tiền 5, tiền 10.000, 20.000 với 50.000 để lại đó đỡ mất công đổi. Mẹ trả cho ai được thất thoát của mẹ nghìn mù cơ. Rơi phát là mẹ vô mẹ bới cho hai đứa mỗi đứa một trận xong bắt đầu được bao nhiêu tiền hai đứa xanh mặt phải bố hết vào tủ vỡ phát mẹ về mẹ bới cho mỗi đứa một trận bắt đầu hai đứa từ từ mẹ quá cho phát từ từ gom hết tiền vào tủ cho mẹ. Được một nắm như thế này thứ hai chạy đang giấu rồi im đi không lái hoái thì thôi lái hoái bắt đầu mình về mình lại bới chừa sạc hai đứa sợ tái mặt đi ngồi im điều có tiền hết con đủ. Vui ơi là vui cảm giác nó mới thích.